Cả cha họ. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 15 tương ứng với phần 2 bài 18 quyển 2. Đầu tiên là từ thay, thay thế. Thì. Thì. Bạn thay mình. Nǐ tì wǒ. Nǐ tì wǒ. Bạn tiện thể thay mình. 你顺便替我 你顺便替我 Bạn tiện thể thay mình mua. 你顺便替我买 你顺便替我买 Bạn tiện thể thay mình mua mấy tấm, chỉ tem. 你顺便替我买几张? 你顺便替我买几张? 땜, hãy nghe phản ứng lại. 邮票 邮 邮 票 票 邮票 Yếu phèo. Ra bưu điện mua tem. Chủ yếu chú mải yếu phèo. Chủ yếu chú mải yếu phèo. Mua mấy cái tem, dùng lượng từ trang. Mái chỉ trang phèo. Mái chỉ trang yếu phèo. Mái chỉ trang yếu phèo. Bạn tiện thể thay mình mua mấy cái tem. Nǐ shùn biàn tì wǒ mái jǐ zhāng yǒu piào. Nǐ shùn biàn tì wǒ mái jǐ zhāng yǒu piào. Bây giờ là từ một phần. Ý phần. Y. Phần. Phần. Ý phần. Ý phần. Báo thanh niên nguyên văn là thanh niên báo. Trinh niên bảo. Trinh. Trinh. Niên. Niên. Bào. Bào. Trinh niên bào. Trinh niên bào. Một phần báo thanh niên có nghĩa là một tờ bao gồm nhiều trang. Ý phần trinh niên bào. Ý phần trinh niên bào. Mấy cái tem. Chỉ trang yếu phèo. Chỉ trang yếu phèo. Và một phần báo thanh niên. Hứ y phần chinh niên bảo. Hứ y phần chinh niên bảo. Bạn tiện thể thay mình mua. 你顺便替我买 你顺便替我买 Mấy cái tem và một phần báo thanh niên đi. 几张邮票和一份青年报吧 几张邮票和一份青年报吧 Bạn tiện thể thay mình mua mấy cái tem và một phần báo thanh niên đi.
你顺便替我买几张邮票和一份青年报吧。 你顺便替我买几张邮票和一份青年报吧。 OK. 好的. Bây giờ là từ lấy, cầm. Nã. Nã. Bạn cầm đi, bạn lấy đi. Nì nã bà. Nì nã bà. Quần áo tôi cầm đi, với nghĩa là để tôi cầm đi. Y phủ của nã bà. Y phủ của nã bà. Lấy tiền. Ná chén. Ná chén. Tôi lấy tiền cho bạn. Nguyên văn là tôi cho bạn lấy tiền. 我给你拿钱. 我给你拿钱. Hãy nhắc lại. Bạn tiện thể thay mình mua. 你顺便替我买. 你顺便替我买. Mấy cái tem và một phần báo thanh niên đi. 几张邮票和一份青年报吧. 几张邮票和一份青年报吧. Hào đó. Mình lấy tiền cho bạn, để mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. 我给你拿钱. Không cần. 不用. 不用. 用. 不用, 不用. Không cần cảm ơn. 不用谢, 不用谢. Không cần nữa, nguyên văn là không cần rồi. 不用了, 不用了. Trong đó từ dùng, âm Hán Việt là dụng, có nghĩa là dùng. 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 Dùng tiền của tôi. Dùng của tôi tiền. Dùng của tôi tiền. Trước tiên dùng tiền của mình. Xin dùng của tôi tiền. Xin dùng của tôi tiền. Trước tiên dùng tiền của mình đi, dùng tiền của mình trước đi. Xin dùng của tôi tiền bà. Xin dùng của tôi tiền bà. Không cần, trước tiên dùng tiền của mình đi. Bú dùng, xin dùng của tôi tiền bà. Bú dùng, xin dùng của tôi tiền bà. Hãy nhắc lại, bạn tiện thể thay mình mua. 你顺便替我买. 你顺便替我买. Mấy cái tem và một phần báo thanh niên đi. 几张邮票和一份青年报吧. 几张邮票和一份青年报吧. Hào đó. Mình lấy tiền cho bạn.
我给你拿钱。 我给你拿钱。 Không cần, trước tiên dùng tiền của mình đi. Bú dùng, xin dùng mùa đợt chén bà. Bú dùng, xin dùng mùa đợt chén bà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bánh bao. Bao tử. Quýt bán thế nào? Chúy tử giờ mắm mải. Xin hãy đếm thử xem. Chính sủ ý sủ. Chính sủ sủ. Chính sủ ý xả. Di động của thư ký Lâm. Lý Mỹ Xu đờ sầu chi. Nghe nói đọc viết. Thiên xua đủ xỉa. Nặng hay không? Trùng bố trùng. Lá trà. Trái dễ. Ba cái bút. San chữ bỉ. Màu gì? Sớm mây yến sửa. Làm công việc gì? Zuo sớm mây công zuo. Luật sư. Luật sư. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phục xí khờ vấn, yu xí sinh từ. Nói chuyện với bạn bè. Cân phấn yếu léo thiêr. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh hớ điện sư truy. Có việc. Yếu sợ. Cùng đi hiệu sách. Y chỉ truy sang tiền. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe nói và môn đọc hiểu. Dung hợp khờ, khẩu ủy khờ, thinh ly khờ, khờ yuệ đủ khờ. Môn văn hóa và môn thể dục. Văn hóa khờ khờ thí yu khờ. Dì, cô. A ý. Nhân viên phục vụ. Phục vụ viên. Chỉ lấy một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào yi zhang điện thoại khả. Điện thế đi ra bưu điện gửi bưu phẩm. Xuân biện chủ yếu chú ý chỉ bao của. Thay mình mua mấy cái tem. Thì ủa mái chỉ trang yếu phẹo. Mình lấy tiền cho bạn. Ủa cái nỉ ná chén. Một phần báo thanh niên. Ý phần chinh niên bảo. Không cần. Bú dùng.